Lan truyền Ebola chưa giảm ở Sierra Leone, tin từ Geneva, Thụy Sĩ. Một viên chức cao cấp Liên Hiệp Quốc nói rằng Ebola đang lan truyền nhanh ở Sierra Leone và trong rừng của Guinea cần phải đưa thêm nhiều nhân viên y tế đến hai nước này để giúp ứng phó. Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO cho biết con số người chết vì Ebola đã ở trên con số 6.331 người tại ba nước Tây Phi. Sierra Leone đã qua mặt Liberia về con số tử vong. Ông David Nabarro là đặc sứ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách công chúng chống Ebola mở cuộc họp báo ở Geneva nói rằng đang có hai vùng đặc biệt ở Tây Phi, vùng thứ nhất là Freetown và Port Loko ở Sierra Leone cần phải gia tăng nỗ lực, mức lan truyền rất cao. Các trung tâm điều trị đang tiếp tục mở ở Sierra Leone và rất cần có thêm chuyên viên. Vùng đặc biệt thứ nhì là Guinea Forestier ở Guinea. Ông David Nabarro là một cựu chuyên viên y tế cũng nói rằng bệnh có thể lây nhiễm đến những vùng chưa có bệnh. Công tác cần phải được tập trung. Mỗi ngày thức dậy, ông ta đều thấy công tác trước mắt còn rất lớn.